Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam và bản tin sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra các kịch bản để ứng phó với COVID-19 sau 15 ngày giãn cách. Việt Nam, Trung Quốc hợp tác kinh tế thương mại cùng có lợi để đảm bảo mối quan hệ song phương phát triển ổn định, bền vững. Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng cho Olympic Tokyo với mục tiêu là giành huy chương tại Thế vận hội. Mở đầu bản tin sẽ là phần cập nhật về những thông tin liên quan đến tình hình COVID-19. Bộ Y tế thông báo tính đến 6 giờ sáng ngày 14 tháng 7, Việt Nam ghi nhận 909 ca mắc mới COVID-19 trong nước, trong đó 688 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc đã phong tỏa. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 666 ca. Hơn 2 triệu liều vaccine Moderna mà Mỹ viện trợ cho Việt Nam qua chương trình COVAX Facility sẽ được phân bổ với 53 tỉnh, thành phố cho lực lượng công an, quân đội, các bệnh viện và viện. Trong số các địa phương thì thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được phân bổ nhiều nhất. Trong số 20 bệnh viện, viện, trường đại học có Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy. Bộ Y tế yêu cầu bảo đảm mỗi đối tượng tiêm chủng được tiêm đủ 2 mũi vaccine này. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp mạnh mẽ hơn nếu sau 15 ngày giãn cách xã hội theo các nguyên tắc của chỉ thị 16 mà tình hình chưa cải thiện. Thông tin chi tiết từ phóng viên Nhật Phương. Trong sáng nay, thành phố Hồ Chí Minh có gần 700 ca nhiễm và 200 ca đang điều trị dịch tễ. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến nhiều phức tạp như thế này thì sáng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh cho biết là Bộ Y tế đã đồng ý cho thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thí điểm cách ly F0 tại nhà. Ban chỉ đạo chống dịch của thành phố cũng đã lên 3 kịch bản sau 15 ngày giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị 16 này. Thứ nhất là đã ngăn chặn và kiểm soát COVID-19, lúc đó sẽ xem xét thực hiện có thể là chỉ thị 16 trừ, chỉ thị 15 hoặc là chỉ thị 19. Tình huống 2 là chưa kiểm soát được và dịch vẫn gia tăng thì phải tiếp tục chỉ thị 16, thậm chí là 16 cộng ở một số địa bàn. Tình huống 3, tình huống xấu nhất, dịch gia tăng mạnh, mất kiểm soát, phải tính toán phong tỏa kèm biện pháp mạnh hơn hoặc một cách tiếp cận khác. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người mua hàng hóa thiết yếu trong ngày hôm nay thì 4 xe bán hàng lưu động của siêu thị Aeon sẽ đi qua các quận bán hàng mức giá bình ổn cho người dân. Hoạt động này nhằm đảm bảo người dân tại các khu vực khác nhau đều có thể dễ dàng mua được hàng hóa thiết yếu. Doanh nghiệp cho biết là dự kiến sẽ triển khai trong suốt giai đoạn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách theo nguyên tắc chỉ thị 16. Sở Công Thương và Ủy ban Nhân dân quận sẽ thông tin đến người dân về thời gian và điểm bán tại khu dân cư theo từng ngày. Trong cuộc chiến với COVID-19, những khu dân cư phong tỏa tạm thời để cách ly y tế luôn là mối quan tâm hàng đầu của chính quyền địa phương và của cả cộng đồng. Như ở tỉnh Khánh Hòa, đến lúc này đã có 85 điểm phong tỏa. Chính quyền địa phương đã kịp thời đưa ra những cách hỗ trợ phù hợp để người dân cũng như là lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt phong tỏa an tâm phòng chống dịch. Câu chuyện từ một địa phương đang là điểm nóng dịch COVID-19 ở Khánh Hòa. Một bếp ăn đặc biệt được lập ra ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Gọi là đặc biệt bởi bếp ăn này chỉ có từ khi dịch COVID-19 bùng phát và Ninh Hiệp là điểm nóng của dịch bệnh. Bà con trong khu cách ly là 227 hộ dân. Thì với cái tình cảnh hiện nay thì theo chỉ thị 16 thì tất cả các cái hàng quán đóng cửa, cho nên là hội chủ đỡ chúng tôi muốn để giúp cho những cái chốt cách ly có cái bữa cơm tốt nhất. Giữa dịch bệnh, để nấu ngày 3 bữa với khoảng 500 suất ăn là chuyện chẳng hề đơn giản. Lo cho đủ gạo, thực phẩm đã khó. Nấu sao cho ngon, cho kịp giờ ăn lại càng khó hơn. Bởi đang trong thời gian giãn cách xã hội, mỗi ngày không quá 10 người làm việc. Vậy là những tình nguyện viên của Hội Chữ Thập Đỏ phường Ninh Hiệp ngày nào cũng có mặt ở đây từ 3 giờ sáng và chỉ về lúc 8-9 giờ tối. Mệt là có mệt, nhưng mà là trong cái tâm mình lúc nào cũng cái tâm hướng về anh em cho làm sao cho mau chống hết dịch. Thì nó hết mệt. Cứ thế những ngày qua, đều đặn ngày 3 lần, những bữa ăn được đưa đến các khu vực phong tỏa như là cách để tiếp sức cho những người đang ở vùng dịch bệnh. Cũng trong những ngày qua ở địa phương này, các mặt hàng thiết yếu được Hội Chữ Thập Đỏ huy động từ nhiều nguồn. Chỉ đơn giản là gạo, trứng, mì tôm, nhưng giữa khó khăn dịch bệnh là sự hỗ trợ thiết thực đối với những người bên trong các khu cách ly y tế.
phường cũng hỗ trợ cho một món hàng, phải không? Để cho 21 hộ trang trải. Qua cái thời gian đó thì cũng đảm bảo được cái chất lượng. Đến từng điểm phong tỏa tại từng khu cách ly về hỗ trợ cái nhu yếu phẩm, ví dụ như là gạo, mì tôm, trứng, bà con rất là phấn khởi và đồng thời cũng thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch. Ở tỉnh Khánh Hòa, 85 địa điểm buộc phong tỏa tạm thời để phòng chống dịch bệnh. Và những khu vực phong tỏa cũng là nơi mà chính quyền địa phương cũng như cả cộng đồng dành nhiều quan tâm bằng những hỗ trợ cấp thiết các nhu yếu phẩm. Những hỗ trợ như vậy đã kịp thời đến với người dân khu vực phong tỏa như là cách để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì tỉnh Đồng Tháp hiện đã có hơn 100 ca mắc COVID-19, trong đó có tới 17 người đã tử vong. Đây là con số thống kê tính đến ngày 13 tháng 7. Đại diện Bộ Y tế cho biết những bệnh nhân nặng được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc của tỉnh là những bệnh nhân có bệnh nền, điều kiện để virus phát triển. Những người tử vong đều là những bệnh nhân ở giai đoạn cuối của các bệnh lý nền như là suy tim, cao huyết áp và ung thư. Tới đây, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc sẽ thiết lập khu hồi sức với công suất 50 giường để tăng cường khả năng điều trị. Từ 6 giờ ngày 14 tháng 7, Hà Nội đã triển khai 22 chốt trực ra vào thành phố. Các chốt này sẽ hoạt động 24/24 giờ. Tại các chốt này, lực lượng chức năng sẽ dừng xe, đo thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế và kiểm tra việc chấp hành quy định phòng chống dịch. Đối với các phương tiện vận tải hành khách công cộng đường bộ từ 14 tỉnh, thành phố có dịch, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Khánh Hòa, Phú Yên, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, được yêu cầu quay đầu không tiếp tục di chuyển vào Hà Nội, trừ trường hợp đặc biệt. Ngày 13 tháng 7, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình trao số tiền phân bổ đợt 1 là 100 tỷ đồng tới Quỹ Vaccine phòng COVID-19. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã gửi lời cảm ơn tới các tổ chức, đơn vị, các doanh nghiệp, cá nhân, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam đã nhắn tin ủng hộ Quỹ Vaccine phòng COVID-19 và công tác phòng chống dịch. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ thực hiện đúng nguyên tắc chuyển giao đầy đủ kinh phí vào quỹ vaccine và cũng sẽ công khai minh bạch, công bằng, bình đẳng trong tiếp cận vaccine đối với nhân dân, bảo đảm sự giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc phân bổ nguồn lực tiếp nhận. Mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự chia sẻ của toàn xã hội trong công tác phòng chống dịch. Như vậy là thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn chống dịch căng thẳng nhất, đó là thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 với những mức độ phòng chống dịch gắt gao nhất. Thực hiện giãn cách xã hội trong 15 ngày với một thành phố hơn 10 triệu dân là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng trong chính sách hoàn cảnh khó khăn này, nghĩa cử đồng bào, sự chia sẻ của nhân dân cả nước dành cho thành phố mang tên Bác lại ngời sáng. Những nghĩa cử đẹp diễn ra tại nhiều địa phương đã phần nào khiến cho người dân ở tâm dịch thêm ấm lòng và vững tin chiến thắng đại dịch. Mặc dù trời mưa, nhưng bà con vùng trồng rau phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột cùng các chiến sĩ công an vẫn hối hả thu hoạch rau củ quả để kịp chuyển đến những khu vực cách ly, phong tỏa, những bếp ăn từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày qua, hàng chục chuyến xe nghĩa tình hướng về người dân vùng dịch đã liên tục lăn bánh, không kể ngày đêm. Trời mưa nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng để cắt rau cho kịp thời cho xe chuyển đi vô trong vùng dịch để ủng hộ bà con ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng bà con được nhận được cái số rau này để bà con ăn cho qua khỏi cái vùng cái mùa dịch. Chỉ sau ít ngày phát động, chương trình đã nhận được hàng chục tấn nông sản, rau củ quả các loại cùng nhiều loại nhu yếu phẩm khác. Hơn lúc nào hết, chúng tôi mong muốn gửi gắm sự sẻ chia, đồng hành, động viên của nhân dân cả nước nói chung và nhân dân tỉnh Đắk Lắk nói riêng cùng hướng về thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh người dân nơi rốn lũ Quảng Trị, Quảng Bình mang những trái bí, bao gạo, làm những hũ muối xả để gửi vào thành phố Hồ Chí Minh được chia sẻ nhiều trong những ngày này. Ai có gì góp nấy. Những nông sản quê từ bao gạo đến trái ớt, quả cà đều được người dân mang góp tặng. Nhiều nơi bà con cũng đang chuẩn bị thịt, cá, mắm muối hướng về tâm dịch. Trong lũ lụt thì người dân miền Trung
đã được sự hỗ trợ giúp đỡ từ các cái tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là những cái chuyến hàng triệu nặng từ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chuyển ra. Thì bây giờ thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn, người dân Quảng Bình góp gọt từng kg cá tươi, những cái nông sản do chính tay họ làm ra, mong muốn người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ đoàn kết để chúng ta vượt qua khó khăn này. Người dân Quảng Bình lúc này ai cũng đều nỗ lực được làm một điều gì đó để chia sẻ, bày tỏ tình cảm đồng viên đối với bà con nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, từ các quốc gia đến các em bé, đến các bạn nông dân, còn tuy còn khó khăn nhưng mà vẫn muốn làm điều gì đó để chung sức cùng chương trình. Và hiện nay thì chúng tôi đang nỗ lực tập hợp đóng gói lên phương án để vận chuyển vào miền Nam sớm nhất. Thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước sẽ vì thành phố Hồ Chí Minh, có lẽ không còn là khẩu hiệu mà đã thực sự trở thành tâm niệm của người dân cả nước. Những chuyến xe không chỉ chuyên chở lương thực thực phẩm mà còn mang theo cả tấm lòng, sự sẻ chia, nghĩa đồng bào đến với thành phố mang tên Bác. Thành phố giãn cách nhưng lòng người không hề xa cách. Cả nước đang sát cánh yêu thương cùng thành phố chống dịch. Xin được chuyển sang phần điểm báo trong nước và quốc tế. Báo điện tử VOV mới đây đã đăng tải bài viết về sự lạc quan của doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Bài báo trích dẫn Chủ tịch Eurocharm Alan Skenny cho biết, bất chấp những thách thức ngắn hạn, các doanh nghiệp châu Âu vẫn tin tưởng vào triển vọng dài hạn của Việt Nam. Theo khảo sát chỉ số môi trường kinh doanh mới nhất của Eurocharm, làn sóng COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam đã ảnh hưởng đến lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu. Tuy nhiên, lãnh đạo các doanh nghiệp vẫn tự tin về triển vọng tương lai của công ty mình. 56% số doanh nghiệp tham gia khảo sát dự đoán hiệu suất lao động sẽ được giữ nguyên hoặc là cải thiện trong quý 3. 80% có kế hoạch duy trì hoặc gia tăng số lượng nhân viên và kế hoạch đầu tư của họ. Việt Nam mong muốn hợp tác với Ấn Độ để thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin và truyền thông, thông tin trên tờ Digitimes Asia. Mới đây, Ấn Độ và Việt Nam đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến về vấn đề này. Hai nước dự kiến sẽ tập trung vào các ứng dụng cho thương mại điện tử, fintech, thành phố thông minh và chăm sóc y tế. Bài viết cũng cho biết Việt Nam đã phê duyệt sáng kiến quốc gia về chuyển đổi số và dự kiến sẽ thiết lập nền tảng cho chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số vào năm 2025. Dựa trên chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Việt Nam mong muốn nền kinh tế số đóng góp 20% GDP vào năm 2025 và 30% vào năm 2030. Trang Vietnam Plus phiên bản tiếng Pháp đưa tin, sản phẩm gừng đông lạnh của Việt Nam được yêu thích ở Úc. Theo Thương vụ Việt Nam tại Australia, nước này có kế hoạch tăng nhập khẩu các sản phẩm gừng đông lạnh từ Việt Nam, ước tính trị giá là hơn 100 tỷ đồng trong năm nay. Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu gừng đông lạnh của Việt Nam sang Australia tăng so với năm ngoái, đạt hơn 348.000 đô la Mỹ. Để quảng bá hơn nữa những sản phẩm nông sản Việt Nam này, cho đến nay, Thương vụ đã triển khai các chương trình khuyến mại tại các cửa hàng, siêu thị, nhà hàng. Hơn 63,4% người Nhật Bản bày tỏ mong muốn tới Việt Nam để du lịch. Thông tin đáng chú ý được đăng tải trên trang tin Vietnam Plus. Ngoài ra, tỷ lệ người Nhật đã từng tới Việt Nam muốn quay lại quốc gia Đông Nam Á này để tham quan lên tới hơn 70%. Đây là kết quả của cuộc khảo sát do AGC phối hợp với công ty Marketing Voice thực hiện trên mạng Internet vào tháng 1 năm 2021 với sự tham gia của 10.000 người trên khắp Nhật Bản, trong đó 8,9% người đã từng đến Việt Nam. Ba yếu tố là du khách Nhật Bản hài lòng khi tới Việt Nam đó là đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp, nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử. Trong phần tiếp theo của bản tin, hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Trung Quốc cùng có lợi để đảm bảo mối quan hệ song phương phát triển ổn định, bền vững. Đoàn thể thao Việt Nam sẵn sàng cho Olympic Tokyo với mục tiêu là giành huy chương tại Thế vận hội. Xin được tiếp tục những thông tin thời sự.
Bằng mọi quyết tâm và nỗ lực, trong năm sau, Việt Nam phải gỡ được thẻ vàng thủy sản để tránh gây ảnh hưởng đến các thị trường xuất khẩu, cải thiện đời sống ngư dân và đặc biệt là nâng vị thế và uy tín của Việt Nam trên thế giới. Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định diễn ra vào sáng ngày 13 tháng 7 tại Hà Nội. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành và 28 tỉnh, thành phố ven biển phải xem nhiệm vụ chống khai thác IUU là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Sắp tới sẽ nghiên cứu xây dựng một đề án riêng về việc tháo gỡ thẻ vàng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ ngành địa phương. Trong đó phải hoàn thiện khung pháp lý với quy định xử phạt thật nặng tàu cá vi phạm vùng biển của nước ngoài. Bộ Công an được yêu cầu điều tra, khởi tố hình sự một số đường dây môi giới đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở nước ngoài. Về lâu dài, cần ưu tiên nguồn vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng nghề cá để đảm bảo chứng nhận nguồn gốc hải sản. Hiện cả nước vẫn còn 12,5% số tàu cá có chiều dài 15 mét trở lên chưa được lắp thiết bị giám sát hành trình và cũng mới có khoảng một nửa lượng hải sản khai thác truy xuất nguồn gốc. Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chiều ngày 13 tháng 7 đã ký chương trình phối hợp phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ và sản xuất, xuất khẩu nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2025 nhằm hướng tới mục tiêu xuất khẩu nhóm hàng này trong năm nay đạt trên 42 tỷ USD và đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu trong giai đoạn tới. Theo đó, hai bộ sẽ tập trung vào tóm 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể như là thúc đẩy phát triển sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, đàm phán tháo gỡ rào cản phi thuế quan và mở cửa thị trường, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu nông lâm thủy sản, qua đó góp phần ổn định nền kinh tế và nâng cao đời sống của người nông dân. Trong nửa đầu năm nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 21 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 14% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước. Tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp nên việc hai bộ ký chương trình này sẽ giúp hạn chế những rủi ro và khó khăn do chi phí tăng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường thế giới. 6 tháng đầu năm 2021, Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tăng 24% so với cùng kỳ. Đặc biệt, đây là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam, nhất là các loại rau quả thời vụ như là vải, xoài, thanh long. Cùng với đó, đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam cũng đang tăng lên. Số lượng dự án đầu tư của Trung Quốc tại Việt Nam đang đứng thứ 3. Hợp tác cùng có lợi là mục tiêu mà hai nước Việt Nam và Trung Quốc luôn phấn đấu để đảm bảo mối quan hệ song phương phát triển ổn định, bền vững. Tại khu vực cửa khẩu tỉnh Lào Cai, bãi tập kết và khu vực cách ly riêng cho những lái xe đến từ vùng dịch, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch, vừa tạo điều kiện tối đa để quả vải tươi được thông quan theo luồng ưu tiên ngay từ đầu giờ sáng. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Trung Quốc đạt 77,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 38%. Chính quyền, các cơ quan chức năng của hai bên, đặc biệt là các cơ quan hải quan hai biên giới đã có những cái nỗ lực mà có thể nói rất là đáng ghi nhận trong cái việc là hỗ trợ các cái doanh nghiệp đơn giản hóa những cái thủ tục, đồng thời là hỗ trợ doanh nghiệp hai bên trong việc kết nối. Việt Nam chủ yếu nhập khẩu nguyên vật liệu từ Trung Quốc để phục vụ hoạt động sản xuất, xuất khẩu. Nhóm hàng nông thủy sản vẫn là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của Việt Nam sang thị trường này. Đặc biệt, 5 tháng đầu năm nay, lượng trái cây tươi xuất sang Trung Quốc đạt 2,54 triệu tấn, tăng 144% so với cùng kỳ năm ngoái. Về khối lượng, cơ bản không tăng đáng kể, nhưng về cái giá trị thì tăng rất đáng kể. Chúng ta đã có gia công, chế biến, bao bì, đóng gói, nó tăng cái giá trị của hàng nông sản. Và cái quan trọng nhất là cái tổ chức hệ thống phân phối của Việt Nam, nông sản trái cây tươi đã được bảo quản, chế biến và sâu trong lục địa Trung Quốc. Về đầu tư, hiện tại có khoảng hơn 5.000 doanh nghiệp Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam. Lũy kế đến tháng 12 năm 2020, Trung Quốc giữ vị trí thứ 7 đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư 18,5 tỷ đô la Mỹ và hơn 3.000 dự án. Trước đây, các doanh nghiệp Trung Quốc chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực dệt may, giày dép.
Hiện nay nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực điện tử, môi trường kinh doanh được cải thiện, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính được nâng cao. Chúng ta khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào lĩnh vực những lĩnh vực mà Việt Nam cần, mà có lợi thế của hai bên, cả có thể kết hợp công nghệ về nông nghiệp của Trung Quốc để cung cấp những mặt hàng về nông thủy hải sản chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của không thị trường quốc thì Việt Nam và thị trường thế giới. Trung Quốc là một thị trường với quy mô rộng lớn, còn Việt Nam được coi là cửa ngõ để Trung Quốc vươn tới thị trường ASEAN và các thị trường khác. Với vị trí liền kề và truyền thống hợp tác lâu đời, các chuyên gia dự báo quan hệ hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu, mang lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Thưa quý vị, kể từ khi nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2018, quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Australia đã liên tục chứng kiến nhiều kết quả tích cực. Bất chấp khó khăn do đại dịch COVID-19, kim ngạch thương mại vẫn đạt tăng trưởng rất ấn tượng. Đặc biệt trong 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 40% so với cùng kỳ. Và nhân dịp Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Australia Dan Tehan đến thăm Việt Nam vào ngày 13-14 tháng 7, phóng viên của chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với Bộ trưởng về quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn Bộ trưởng đã tham gia cuộc phỏng vấn của VTV4. Trước hết, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Australia gia tăng trong những năm qua. Đáng chú ý là cả hai nước đều ghi nhận kim ngạch thương mại tăng trong những tháng đầu năm nay, bất chấp bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Vậy ông đánh giá như thế nào về quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Australia, đặc biệt khi cả hai nước đều là thành viên của CPTPP và RCEP? Tôi cho rằng quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước đang ngày càng phát triển. Việc hai nước vẫn duy trì được mối quan hệ thương mại trong bối cảnh đại dịch cho thấy quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Australia ngày càng mạnh mẽ hơn. Và một trong những điều mà chúng tôi mong muốn khi đến thăm Việt Nam là củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác với Việt Nam, không chỉ là trong nông nghiệp, giáo dục, mà trong tất cả các lĩnh vực mà hai quốc gia có thể phát triển mối quan hệ. Chúng tôi sẽ tập trung vào một số lĩnh vực mới như thương mại số, dịch vụ tài chính. Chúng tôi cũng đang tăng cường hợp tác trong giáo dục, đặc biệt là đào tạo nghề. Nhìn chung cơ hội hợp tác là rất lớn. Chúng tôi muốn trở thành một đối tác giúp thúc đẩy phát triển nền kinh tế của Việt Nam. Tôi tin rằng chúng ta có thể củng cố mối quan hệ song phương hơn nữa trong thời gian tới. Xin ông chia sẻ về các nội dung của chiến lược thúc đẩy kinh tế tăng cường Australia-Việt Nam được thực hiện trong chuyến thăm lần này tới Việt Nam. Chiến lược này sẽ giúp thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Australia như thế nào khi được hoàn thành? Theo kết quả thảo luận ngày hôm qua và những cam kết đã được đặt ra, chúng tôi sẽ hoàn thành chiến lược này vào đầu tháng 10 năm nay. Việc đồng thuận đưa ra mốc thời gian là một bước tiến quan trọng trong việc cập nhật và tăng cường thực thi chiến lược thúc đẩy kinh tế tăng cường Australia-Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đưa ra kế hoạch triển khai đi kèm với chiến lược này. Chúng tôi cùng nhất trí rằng các kết quả cụ thể sẽ được cập nhật vào ngày 8 tháng 10. Tôi rất mong chờ vào cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam. Vào ngày 7 tháng 10, chúng tôi có thể cơ bản hoàn thành chiến lược thúc đẩy kinh tế tăng cường Australia-Việt Nam và kế hoạch triển khai. Chuyến thăm đến Việt Nam lần này rất hiệu quả. Một lần nữa, cảm ơn Bộ trưởng đã tham gia cuộc phỏng vấn. Xin cảm ơn. Ủy ban Olympic Việt Nam vừa tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020. Mục tiêu của đoàn thể thao Việt Nam là giành huy chương tại Thế vận hội. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đến dự và chỉ đạo buổi lễ xuất quân của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020. Những lời dặn dò, lời chúc tốt đẹp nhất của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh dành cho các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam trước ngày lên đường tham dự Thế vận hội sẽ là nguồn động lực để các vận động viên thể thao Việt Nam thêm quyết tâm mang về vinh quang cho thể thao nước nhà. Đối với tôi thì cũng xác định là đó là một cái vinh dự và cũng là một cái sự nỗ lực cố gắng. Mình làm thế nào đó để cố gắng là vượt qua chính mình cũng như là với cái tâm thái thoải mái nhất bước vào thi đấu. Em luôn sẵn sàng và mong là bản thân sẽ có được thành tích tốt để trong Olympic sắp tới.
Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam sẽ lên đường sang Tokyo, Nhật Bản vào ngày 18 tháng 7. Ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng, phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao làm trưởng đoàn, 25 cán bộ và 18 vận động viên sẽ được xét nghiệm COVID-19 tại sân bay. Sau khi có kết quả, tất cả sẽ trở về làng vận động viên và thực hiện cách ly y tế trong 72 giờ trước khi chính thức bước vào tranh tài tại Olympic Tokyo 2020. Còn bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết. Đến đây thì bản tin thời sự của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.